Philadelphia Union vs. Inter Miami. Ngày 15 tháng 8, bán kết League Cup, Philadelphia Union vs. Inter Miami. Chưa đầy một tháng trôi qua kể từ khi Messi gia nhập Miami, và anh ấy đã có 9 bàn sau 6 trận. Và bây giờ anh ấy có đội trên đỉnh của đồ bàn. Chiến thắng 4-1 của Inter Miami trên đường trước Philadelphia Union đã giành một suất tham dự trận chung kết League Cup, cũng như một suất tham dự CONCACAF Champions Cup năm sau. Xin lưu ý bạn, đây cũng chính là câu lạc bộ đang đứng ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng mùa giải MLS. Chiến đối mặt với một đội Philly phòng thủ chắc chắn thường được coi là bài kiểm tra khó khăn nhất của Messi, nhưng bàn thắng nhanh của Joseph Martinez ở phút thứ 3 đã đưa Miami vào thế cầm lái trong phần còn lại của buổi tối. Sau đó, Messi là người nhân đôi cách biệt ở phút 20 khi anh tìm thấy một điểm yếu ở khu vực giữa sân của Union và tung một cú sút chìm từ cự ly 30m qua thủ môn Andre Mlet. Với bàn thắng của Jordi Alba ngay trước giờ nghỉ giải lao, Miami đã có thể chống lại sự dâng cao trong hiệp 2 của Philly khi Alejandro Vidal gỡ lại một bàn ở phút 73. Sau đó, cầu thủ trẻ Miami David Luiz đã vượt lên dẫn trước bằng một bàn thắng ở những phút cuối cùng để ấn định chiến thắng. Và nói về hiệu ứng Messi, Miami đã ghi ít nhất 4 bàn trong 4 trong 6 trận ở League Cup, bao gồm 3 trận liên tiếp. Miami bước vào League Cup khi ghi được ít nhất 4 bàn thắng chỉ sau 3 trong số 122 trận đã đấu trên mọi đấu trường.